Hà Còi chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh OK Hôn Dê. Hiện tại thì Hà Còi đang có mặt ở địa chỉ 75 Đại Cổ Việt, quán OK Hôn Dê, cơ sở 2. Thì hôm nay thì Hà đến đây có mời một vị khách rất là đặc biệt ở rất xa đến đây với Hà. Vị khách đó là gì thì mời mọi người tí nữa Hà sẽ bật mí nhá. Thì anh ấy đi di chuyển một chặng đường rất là dài từ trong Tây Nguyên bay ra để gặp Hà Còi. Và tới đây thì Hà Còi cũng sẽ đưa anh ấy đi chơi một vòng quanh Tây Bắc của Việt Nam mình. Thì bây giờ thì anh ấy đang ngồi ở trong nhà rồi. Bây giờ mời mọi người xem vị khách đó là ai nhá. Đây là địa chỉ 75 Đại Cổ Việt. Thì đây là cơ sở 2 mọi người ạ. Thì hôm nay thì Hà cũng mời anh đó đến đây để anh em cùng thưởng thức các món ăn về của nhà hàng OK Con Dê. Và lát nữa cũng sẽ đưa anh ấy đi tham quan Hồ Gươm, rồi đi phố đi bộ, rồi sẽ đi chơi một vòng Hà Nội. Sau ngày mai thì anh em sẽ có các lịch trình khác nữa, đi tham quan các địa danh ở ngoài Bắc này. Anh em thì lựa chọn cái không gian tầng 2 này để mình có thể riêng tư hơn, ngồi dễ nói chuyện hơn. Đó, bây giờ vị khách đó là ai? Mời mọi người có nhận ra ai không? Dạ. Chào em nhé. Dạ, chào mọi anh. Mọi người trên kênh của OK Con Dê nhé. Tôi muốn quên đi năm mới, cha đi đường qua mưa sương cho con đỡ đói khổ đến. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi đường tình hạt thóc cho con một bữa cơm. Đây mình gắn cái giới thiệu với mọi người là mình là cũng là từ Tây Nguyên ra đây vượt hơn 1.000 cái số ra đây chỉ để ăn thịt dê thôi cả nhà. Thịt dê rất là ngon, chỉ là thịt dê thôi. Hôm nay thì ăn mặc những cái bộ đồ truyền thống của người bản địa Tây Nguyên từ xa xưa đến giờ đấy. Những cái trang phục đây là người ta dịch bằng thổ cẩm từ ngày xưa đấy. Để cho mọi người mình mặc trang phục này để mọi người biết mình là người Tây Nguyên không thể lạc đi đâu được. Giới thiệu mọi người, đây là anh Tín và anh có kênh YouTube là Già Làng Tây Nguyên, một cái gương mặt cũng rất là quen thuộc đúng không mọi người. Thì hôm nay thì anh ấy ra đây đi một đường rất là xa đến đây gặp Hà Còi. Hà Còi cũng rất là xúc động luôn. Và đương nhiên rồi, anh em mình sẽ có một cái trải nghiệm ở nhà hàng OK Con Dê anh nhá. Mời anh. Quý vị khán giả ở trên kênh OK Con Dê mà thích những cảnh rừng núi về Tây Nguyên cũng như là đời sống và văn hóa ẩm thực của con người Tây Nguyên thì xin mời mọi người hãy ghé đến kênh Già Làng Tây Nguyên để xem và trải nghiệm nhé. Mời mọi người có thể xem kênh của Hà rồi biết tới anh Tín, kênh một kênh Già Làng Tây Nguyên, một kênh trải nghiệm về núi rừng của Tây Nguyên. Ở đó thì có rất là nhiều cái sản vật ở rừng này, rồi thì những cái trải nghiệm của anh ấy ở những cảnh đẹp rất là đẹp ở Tây Nguyên. Khi mà Hà xem kênh của anh Tín, anh Già Làng Tây Nguyên này thì Hà thấy có rất là nhiều thác, nhiều suối và mình cảm thấy khi cuộc sống bộn bề này mình được hòa mình vào một cái cuộc sống, một nơi mà không có tiếng động cơ rồi thì chỉ có những cảnh vật thiên nhiên thôi thì quả thực là mình cảm thấy nó xua tan mệt mỏi rất là nhiều luôn. Cũng cảm ơn anh đã chia sẻ rất là nhiều video hay, những cái cảnh đẹp, những cái sản vật cũng như là ẩm thực. Đấy, em cũng ấn tượng ẩm thực của Tây Nguyên. Có dịp em sẽ ghé vào chỗ anh để trải nghiệm ẩm thực ở trong đó, cũng như là cái bản sắc của đồng bào người trong đó. Cảm ơn em rất nhiều và cũng cảm ơn quý vị khán giả đi kênh OK Con Dê nhé. Anh Già Làng Tây Nguyên là đây là món thịt dê cuốn chấm mắm nêm. Đây là cái món cũng rất là mát, ăn mùa hè để mình có thể dễ uống bia. Đấy, một cái mẹt nó như này, xong rồi mình sẽ cuốn những miếng thịt như thế xong là để mình chấm mắm nêm này. Mắm nêm này cũng là đặc sản của người Việt Nam anh. Nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Con dạ. Con chung với cái giấy này. Dạ, với cái bánh tráng này. Xong rồi. Còn, dạ. Đó thì món thứ hai nữa là món đây không gọi là thập cẩm đi, có cả đuôi, có cả chân dê và ngọc dương, hầm sâm. Dạ,
sâm với sâm. Sâm này là sâm gì em? Sâm Hàn Quốc anh. Sâm Hàn Quốc, sâm tươi, khô đấy. Tươi, tươi anh ạ. Sâm tươi luôn. Dạ. Đã nhỉ, nghe mùi thơm trong vực nhỉ. Dạ, thơm lắm. Dạ. Còn đây đặc biệt là món sườn dê rát vàng. Cái món này thì mình nhìn màu sắc mình cũng hấp dẫn lắm. Đó thì mình trải nghiệm rồi mình ăn để cho nó ngon miệng hơn. Nhưng cái vàng này thì là vàng 24K, vàng nguyên tinh kết 100%. Đấy, 99.9% đấy. Đấy, mình đắp lên cái này để thu hút những cái vàng này, nó không có chất dinh dưỡng gì hết. Đó thì mình ăn mình trải nghiệm thôi. Anh em mình ngồi lắng nghe ly ra thì mình ăn này thì mình làm ly rượu vang không. Nhưng mà anh em mình dân dã quen rồi này, thích hay tinh mùa hè thích xài bia. Bia cho nó mát mẻ. Dạ. Sang chảnh hơn lúc từ bé giờ chị toàn ăn những món Tây Nguyên tự kiếm ra được trong rừng này bạn ạ. Tây Nguyên thôi, ngon đấy. Đầu tiên được trải nghiệm những cái món ăn như thế này. Và dạ. Cái món ẩm thực vùng miền thì mỗi nơi đều mỗi khác. Thì hy vọng rằng có dịp nào đó thì em Hà đến với Tây Nguyên thì mình sẽ chiêu đãi những cái món về ẩm thực Tây Nguyên mình từng đi kiếm được trong rừng. Dạ. Chia sẻ với tất cả mọi người xem qua màn ảnh nhỏ để nghiệm những người chưa biết đến với Tây Nguyên và những con đường này như thế này nhé. Dạ. Cái món này mình cũng chuẩn bị trước để mình gõ dạ. Cái sâm này thì mình có thể là mình sẽ cắt ra mình dằm ra. Nhưng cũng có thể cái hai nữa mình cứ cắt miếng này ra để mình ăn kèm luôn, nó cũng thơm mà. Dằm ra nát ra hả? Dạ, nát ra thì nó sẽ hòa vào nước thì mình uống nước nó ngon. Ở trong châu Anh thì có cái loại sâm củ, sâm dạng như sâm dây Ngọc Linh ấy. À, sâm Ngọc Linh thì nổi tiếng lắm. Củ nó cũng giống như thế này luôn. Dạ. Cái sâm Ngọc Linh thì đắt tiền hơn, đắt tiền lắm. Không, cái loại sâm dây thì nó rẻ hơn em. Thì dạ mà giới thiệu anh, đây là bếp trưởng nhà em. Thì đây là chắc là nãy anh Hà giới thiệu với rồi. Cả anh với cả là mọi người. Đây là hôm nay là món là ngọc dương với cả chân dê gọi là hầm sâm anh ạ. À. Dạ. Rồi bây giờ em này cắt nó dài quá. Là trước khi cắt này thì gọi là mình thử gọi là thử không, tại vì nếu mà nhiều khi mà vô tình vô ý thôi, thực ra là nó rất là những cái gọi là cơ bản ấy mà, nhưng mà không may sơ suất ấy thì là tại vì trong cái thời gian hầm là nó sẽ tích khí ở trong này, không may là mình động kéo mà cắt cái có thể là nó phọt vào người khách à. Hoặc là bắn con nó bắn có thể là rất nguy hiểm. Chọc thử cái không may nó có nước thì nó bắn ra đằng kia. Đây là đầu bếp đấy cả nhà, đầu bếp trưởng đấy, bếp trưởng của cây con dê đấy, nhưng mà kinh nghiệm khá dày dặn. Nhiều khi là mình cho kéo mà cắt cái nó vô tình vô ý cái là nó tức nước nó bắn lên nước bắn nó phỏ. Nó giống như kiểu là mình ăn quả cà vô tình cắn cái là nó bắn ra ngoài. Nó bắn nó phỏ vào thực ra là vào người lớn thì cũng không sao cả. Ví dụ như anh em mình không sao, không may có trẻ con nó bắn vào mắt hay là gì đấy, nhiều khi là cũng dạ nha. Đó. Đấy rồi xong bây giờ cắt rồi đấy. Cái này bây giờ có sâm rồi này, còn ngọc dương này nữa rồi mà anh em mình ăn này là nhiều khi mà cũng không biết đi đâu. Đang dương, cường dương bổ thận đấy nhỉ. Sâm thì với cả ngọc dương này đều là tốt cho sức khỏe mà. Anh em mời anh nhé. Dạ, cảm ơn em nhé. Múc ít nhất ít sâm đi. Để em múc cho anh ít sâm nhé. Anh thử ăn thử nhé. Cái này mình ăn đến đâu mình cắt đến đó. Dạ vâng. Cái này mình để lúc nào nó nóng luôn. Để cái hồi trưởng này là lúc nào nó nóng luôn. Đúng rồi, từ bé giờ trong đời chưa bao giờ được ăn những món này luôn. Thôi anh thử thôi, được rồi. Mình ăn dùng. À còi tiếp xúc với những món dê này thì hàng ngày rồi. Cái này là nó là cái kiểu tinh hoa, nó thô nhưng mà nó thật. Trứng dái đấy. Không biết là dùng cái từ gì nữa. Anh dùng thử đi. Em mời anh. Xin mời cả nhà mình nhá. Mời mọi người nhá. Anh thử cái này có phải chấm gì không em nhỉ? Như ở trong Sài Gòn mình hay có trứng chao với hoặc là tương bần, đây là có tương bần là trứng chao nhỉ? Tương bần là cái nước bên nước hay là bên đây? À, dạ là bên này anh ạ. Này à? Vâng, đấy là tương bần nhỉ. Anh tương bần là chúng chưa biết luôn. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà.
thử nước ấy, nó đậm đà. Ngon quá. Cái vị sâm này nó thơm. Em mời hai nhé, mời tất cả mọi người nhé. Em dùng đi khán giả. Thử xong này. Cái này ăn nó giòn giòn nhỉ, cái ngọc dương ấy. Thật ra là ngọc dương là tốt cho sức khỏe, với cả là nhiều khi anh em mình gọi là ăn gì bổ nấy, gọi là cái tư tưởng của người Việt Nam mình là cứ gọi là ăn gì bổ đấy, nó đôi khi là không biết là có bổ tật công đúng không? Bổ tật công, nhưng mà tự nhiên là cái tư tưởng là ăn gì bổ đấy, vào cái là tự nhiên hôm đấy mình cảm giác mình cũng khỏe lên thật. Lâm Dật là cũng tự tin hơn không? Ra đấy là anh em có chuyện vui. Nó có cái mùi khá là đặc trưng của con dê luôn. Dạ, nó đặc trưng con dê cộng với bụi sâm nữa anh nhỉ. Đặc biệt quá. Mọi người có muốn thưởng thức những cái món ăn về con dê thì hãy đến với OK con dê nhé nha. Và đó là giá cả bình dân phải chăng, nhưng mà mình được trải nghiệm những cái không gian và những cái con người ở tại khu vực quán thì rất là tuyệt vời luôn. Quan trọng em là một trong những quán em rất tự hào là có rất là nhiều cái món quán khác không có. Đấy, cái này mình dầm cái sâm ra xong để mình uống ấy. Dầm như vậy để uống á hả? Vâng, và đây để uống ấy đang... Thực ra là cái sâm này là mình ăn nhậu và mình dùng nó cũng giải rượu đấy. Nó cũng giải rượu luôn. Vâng. Nó làm sức sâm làm cho sức đề kháng mình tốt hơn. Tốt hơn. Đúng rồi, mọi người uống nước sâm nhá. Khi mà mình mệt mệt là mình uống cái nước này là mình cũng cảm giác nó đỡ mệt hơn. Thì sâm là nếu mà sâm mà phơi khô lên người ta còn xay ra, thi thoảng mà lúc nào mà mệt quá người ta còn cho một ít cái bột sâm là nước người ta cũng không có cả nhau. Em cũng ăn rồi. Nó anh cảm xúc cảm thấy nó có gì đâu. Nó mỏng mà. Gần như là nó rất là mỏng luôn. Em là bếp lửa ở đây hả? Vâng, đúng rồi anh ạ. Mình nấu hết các món à? Không phải là cái tưởng nó gọi là cái chính rồi, chỉ cần chưa được lên mức độ gọi là chính là mọi người. Anh mời các bạn nha. Vâng. Em chúc mừng anh. Không, anh em làm cúc ly bia. Thấy trước giờ thấy trong TV rất là nhiều, hôm nay là cái này là mình phải dùng dao sắc nè. Vâng, hôm nay là phải dùng dao sắc. Hôm nay em thích người nhà cũng cần phải đeo găng tay luôn, mọi người thông cảm nhé. Ngoài việc ăn ra là còn phải mình còn phải bắt mắt nữa, đúng không? Bắt mắt nữa. Cái kia đổ phòng lần vàng nó cảm giác nó như thế nào? Nhỏ giờ vàng ngay bên cổ cũng chưa có. Này ăn luôn. Cái này ăn cả vàng luôn. Nó thơm không? Chắc thơm mùi thịt dê thôi. Không thơm mùi vàng đâu. Vàng nhá. Ăn vàng. Mọi người này. Rồi. Dạ. Để em xem ạ. Xem dây núi thì nó hơi dài một xíu. Dây này dây cỏ. Mà cái sườn dây núi thì nó cũng bé hơn. Anh tay anh dính vàng rồi. Dính vàng rồi.
Đây. Không, không nghe mùi vàng, không biết mùi vàng. Không biết mùi vàng là gì ạ? Thì mới nhìn thấy thôi. Chỉ nghe mùi thịt dê thôi. Nhưng mà ngon. Nhìn ngọt không? Vàng không có chất dinh dưỡng. Vàng chỉ có làm đẹp cho món ăn thôi. Bóng nhỉ? Bóng như vàng nó không có chất dinh dưỡng. Nhưng mà vàng là vàng thực phẩm nó phải là vàng 24. Bắt buộc phải 24K. Thì không mà mình ra. 24K bắt đầu là có tạp chất. Tạp chất thì nó sẽ gây cho hạn cái sức khỏe. Đấy. Vàng 24K thì nó không có tạp chất. Nó chất trơn vào trong người thì nó sẽ đào thải ra thôi. Dạ. Nhưng mà Tịnh là... Tịnh bắt đầu là rát vàng nhìn nó đã đẳng cấp hơn rất là nhiều rồi đấy. Cái hôm mà Hà test thử là hôm đó là mình rát cả cái đùi nhá. Ừ, rát cả đùi có rát hơn. Thế nó mỏng mỏng hơn tờ giấy nữa cả nhà. Mỏng lắm. Anh là gì hít? Mỏng hơn tờ giấy luôn. Đấy. Sao em làm được giỏi thế? Nếu không mỏng thì mình ăn mình sẽ bị có cái cảm giác dặm dặm đúng không? Nhưng mà mình nó vì nó mỏng nên mình không gần như không cảm nhận được. Lúc trước kia thì anh nhìn thấy qua bốc là ai nữa? Qua bốc là cái lá vàng này mà nó mỏng đến mức độ mà nó dắt cả vào kem ấy, cả là kem nước uống ấy, nước uống mà vì này cái lá vàng này mà để lên làm mà mình làm vàng thực phẩm nó cắt thành khuôn để mình mình ép vào thức ăn. Còn những cái phần vụn thì bắt đầu là người ta cho vào, người ta làm nhỏ ra xong bắt đầu là cho vào đồ uống. Nếu mà vụn vừa thì lại rắc lên kem. Nói chung là những cái đồ ăn xa xỉ hoặc là đồ uống xa xỉ ra là đều liên quan rắc vàng hết. Rắc vàng. Rắc vàng hết. Nhìn thấy khoa bốc họ ăn ở trong video của họ đấy. Dubai. Anh tưởng là phải qua Mỹ mới được ăn bò rắc vàng hoặc là dê rắc vàng nhưng mà không ngờ là hôm nay đến đây là được mình cũng được thấy bò chắc vàng và cũng được ăn nó. Hà còi rất là mong muốn đưa những cái món ăn đặc sắc cũng như là để mọi người có nhiều cái trải nghiệm hơn. Mặc dù là khi mà đưa cái món rắt vàng là quá trình ấp ủ để đưa về cũng phải mất hơn 6 tháng. Hơn 6 tháng trời để nghiên cứu rồi để tìm tòi học hỏi thì mới đưa được về đây. Chứ không phải là mình muốn làm, mình làm được ngay. Cái món này một trong cái món mà nhà hàng OK Con Dê đã nghiên cứu rất là kỹ để đưa về. Tới đây thì Hà sẽ cố gắng chỉn chu hơn, sẽ có một cái phòng ăn khách đặt cái món rắt vàng này. Đó thì cái tường hay là trần trang trí vàng hết kia để mọi người có thể trải nghiệm cái không gian nó tốt hơn, rồi mình xứng đáng đồng tiền bỏ ra. Thực ra thì nó không, cái món này nó sẽ là món hạt như hạt bình dân thôi. Nhưng Hà không có muốn đẩy cái giá nó cao lên mà nó bình dân gần như ai cũng có thể ăn được hết ấy. Mình có thể ăn một phần nhỏ nào đó để thưởng thức trong cái bữa ăn của mình, cái bữa tiệc của mình. Cái vàng nó mỏng không? Anh nhìn này. Đấy. Mình lia cả nó dính này. Đây, vàng. Thôi. Nó cảm nhận được nhiều lắm mà khi mình nhìn nó rất là đẹp không? Rồi. Cắt nhỏ nào. Nó có tác dụng giữ nhiệt. Đậu bắp. Đậu bắp rất là ngon. Mọi người ơi, hiện tại thì Hà Cỏi đang có mặt ở phố Tà Hiện cùng anh già làng Tây Nguyên. Bây giờ tất cả anh em cũng cùng sẽ trải nghiệm con phố Tà Hiện ở đây. Khi đến đây anh có thấy bất ngờ không? Đến náo nhiệt không? Rất là nhiều người luôn. Đến với Hà Nội thì cảm thấy là những con người Hà Nội rất là thân thiện và rất là dễ mến, tuyệt vời luôn. Bởi vì có những nhạc sĩ người ta viết về những cái khúc về Hà Nội rất là hay và nhiều xúc động. Có gì có cái guitar ở đây thì mình sẽ vừa đàn vừa hát những ca khúc về Hà Nội để cho mọi người nghe rồi đấy. Mọi người đi ạ. Đó là một cái điều tuyệt vời đấy mọi người ơi. Bây giờ mời anh đi trải nghiệm dọc con phố Tà Hiện nhé. Anh em mình cùng trải nghiệm đã rồi sẽ lướt ở một quán để ngồi, được không anh?
bây giờ thì vẫn cứ đưa anh già làng đi một vòng đã, rồi mới lựa một quán để ngồi. Bây giờ thì anh em mình cứ nói gì nói phải đi một vòng đã, đúng không anh? Một vòng đã. Đây là một trong những cái tuyến phố mà chủ yếu sống ở đêm anh. Ban ngày thì đi qua đây là không có gì hết, nhưng mà buổi tối mình đi qua đây thì rất là nhiều quán bar, quán ăn rồi mọi thứ để mình có thể ngồi. Chỗ nãy nhà sắp xin là quán bar. Dạ, lát nữa mình sẽ ghé qua đó đi cho mình ngồi mình ăn và trải nghiệm cái gì đó, xong là có thể là mình sẽ hát một bài, đúng không? Em sẽ lựa một quán để ngồi nhá. Hello. Oh no no no. Ngồi đây đi. Em đang xem mặt rất nhiều. Em chưa đăng ký nhưng mà. Rồi, thì anh em mình ngồi đây đi. Ngồi đây nhá. Đó là tí nữa quán bar sau. Rồi anh em mình cứ ưu tiên khán giả đã. Anh 5 người. Xem có em đấy. Rồi. Cho bia Tiger đi. Nhả bia Tiger nhỉ, mình vừa uống Tiger. Anh uống Tiger được không? Hay cứ phải vào đây uống cắt bớt. Tiger được à? Tiger, thế cho anh Tiger đi. Ở đây đồ ăn thì đơn giản thôi anh ạ. Nó không có gì đặc sắc lắm đâu. Cái con phố này mình đến để hưởng không khí thôi. Chứ còn đồ ăn thì mọi người cũng biết là phố Tạ Hiện. Nói mọi người cũng biết là đồ ăn bình thường lắm. Nhưng mà không khí ở đây tuyệt vời luôn. Làm cho mình cảm thấy không biết đang là mấy giờ nữa luôn. Chào mừng anh em Tây Nguyên về với đất thủ đô nhá. Dứa, đây là ngao hấp. Anh thử ăn cái nộm dứa nào. Cái này là ăn sống đấy anh. Nộm dứa nó còn sống đó. Mọi người nhá. Mọi người thì bây giờ thì Hà Còi sẽ đưa anh già làng Tây Nguyên về khách sạn để nghỉ ngơi. Mọi người hãy nhớ ấn đăng ký kênh của Hà cũng như kênh Già Làng Tây Nguyên để ủng hộ anh già làng Tây Nguyên nhá. Thì bây giờ thì anh em cũng bắt đầu di chuyển về khách sạn mọi người ạ. Thì mọi người hãy cho Hà những comment tích cực cũng như hãy cho Hà những comment gợi ý về những quán ăn nổi tiếng của Hà Nội và cũng như theo dõi những hành trình của anh em tiếp theo nhá. Xin chào mọi người ở video tiếp theo. Chào mọi người nhá. Quý khách có nhu cầu mua các mặt hàng đặc sản của mọi miền như thịt trâu gác bếp, thịt lợn đen gác bếp, lạp xưởng, măng khô, nấm hương, mọc nhĩ, chẩm chéo, các loại trà san tuyết cổ thụ, xin vui lòng liên hệ 0333 666 860 hoặc truy cập website bcfood.vn. Hà Còi xin cảm ơn.